Hello tất cả các anh em đang đón xem video của em. Và hôm nay trở lại với tất cả các anh em thì mang đến cho chúng ta một cái sản phẩm mới về kho số lượng rất là nhiều để phục vụ các bác trong quá trình chúng ta đi săn bẫy. Mùa vụ cũng sắp đến rồi anh em ạ, mùa vụ chính của chúng ta sắp sửa đến nơi rồi. Và về số lượng mà dây dẫn nguồn, dây dẫn từ âm ly ra loa đấy ạ, hay còn gọi là dây nguồn, cổng nguồn, về số lượng rất chi là nhiều để phục vụ các bác trong quá trình chúng ta đi săn bẫy. Thì ở đây trước mặt các bác đây thì em sẽ đi về cái dòng này để thông tin tới tất cả các anh em nhé. Vì cái dòng cọng nguồn này các bác này, nó có cái loại mà loại nhỏ nhé, em không lấy cái loại nhỏ đấy, lấy cái loại cọng to này để cho tất cả các bác. Đây loại cọng to đây anh em nhìn rõ không ạ? Đây cọng này là cọng to anh em nhé. Thì lấy cái loại cọng to này để đưa tới toàn thể anh em để cho chúng ta dùng cho nó được bền, tuổi thọ cho nó bền và ok hơn. Thì đối với cái dòng cọng to này, về kể cả cái dây ở trong, đây em sẽ cho các em thử đây, về cái dây điện ở trong này, đến đây cái dây điện đây, các em nhìn rõ không ạ? Cái dây điện ở trong này làm rất là to và chắc chắn, đây rất là to, chắc chắn và cứng cáp, anh em nhìn rõ không ạ? Em quay gần anh em xem này, đó rất là to và cứng cáp, đó cái dây này, đó nó được liên kết rất là cứng cáp, đây đầu này đầu dẫn ra. Đấy, sợi của nó rất to anh em nhìn rõ không ạ? Đây, đây cái dây nguồn của nó rất là to luôn, cực kỳ là to luôn, tương đối là chắc chắn, khỏe và bền cho anh em dùng nhá. Cái hàng dây này là dây to, chứ nó không như cái hàng dây nhỏ đó. Dây nhỏ thì đây này, cho luôn các em so sánh. Đây, hàng dây nhỏ đây anh em nhìn rõ không? Hàng này là hàng dây nhỏ anh em nhá. Đó, anh em dễ so sánh này. Đấy, các em đừng nhầm tưởng nhá, dây nó có rất nhiều loại dây. Đấy các em nhìn rõ, cùng là một cái cổng dây nguồn ra. Cái trên đầu mút này thì không nói chuyện đến rồi. Cái đầu mút nhìn nó làm nhìn nó khôn hơn rất nhiều này, anh em nhìn thấy không? Đó, và cái dây của nó anh em nhìn rõ, phân biệt cho rõ nhá. Dòng bên em là dòng dây to như này nhá, dây sợi to như này nhá. Đó, vì kể cả cái dây điện của nó dẫn ra này, cái này thì nhỏ ti luôn, cho anh em nhìn nó rõ này. Đây anh em nhìn quan sát này. Đó, cái dây điện của cái dây rất là nhỏ, còn cái dây này nó to gần như là gấp đôi luôn. Về cái dây nguồn này thì về số lượng nhiều, anh chị em nào mà chúng ta đang có nhu cầu lấy, muốn lấy buôn ấy, thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để ở đây nhá. Thì em sẽ để cho các bác giá đẹp luôn để cho chúng ta mua buôn. Còn bác nào mà lấy lẻ thì cứ alo trực tiếp với em, các bác lấy thì cũng được giá gọi là ưu ái luôn. Đấy, nói chung là về số lượng rất nhiều để phục vụ các bác trong quá trình chúng ta đi săn bẫy. Và hay như thường lệ thì sẽ đăng tải luôn cái thông tin này lên cho tất cả các anh em. Đây, cho chúng ta quan sát lại kỹ hơn này. Về cái đầu mút của nó, đầu da của nó này, đầu cắm của nó, đó, rất là chắc chắn. Đấy, anh em nhìn rõ không ạ? Đấy, rất là chắc chắn. Đấy, dây của nó cộng rất là to, không có gì phải bàn cãi nữa rồi. So sánh này cực kỳ là dễ luôn. Đấy, so sánh cộng to cộng nhỏ. Cộng này thì cực kỳ là mỏng manh. Đấy, cực kỳ là nhỏ. Cộng này cứng cáp, dày dặn, to, chắc chắn. Đó, thì to này đương nhiên là nó sẽ bền rồi. Đấy, về ngoài dây này ra nhé, bên em cũng cung cấp đầy đủ các loại âm ly cho phục vụ cho các bác quá trình chúng ta đi săn bẫy nhé. Âm ly này, loa phóng này, lưới này, loa tép 5W, 10W, vân vân. Tất cả các dòng phụ kiện săn bẫy để phục vụ tất cả các anh em và tất cả hàng bên em nhé. Các anh em 100% chúng ta được đồng tiền kiểm trước khi thanh toán tiền và chúng ta được bao ship về tận nhà anh em nhé. Giá cả thì anh em cần gì cứ alo trực tiếp về số điện thoại em để ở góc này, thì chúng ta sẽ được tư vấn rõ ràng hơn. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đón xem cái video của em nhé. Và bác nào thấy video hay, vui lòng ấn vào chữ đăng ký kênh cho em với. Cảm ơn tất cả mọi người. Bác nào mà thấy em rồi, thấy ok và hợp lý, chia sẻ lên trên trang, chia sẻ lên những hội nhóm cho tất cả các bác đang có nhu cầu tìm mua cọng dây nguồn, tìm mua phụ kiện săn bẫy, thì qua shop ủng hộ cho em. Xin cảm ơn tất cả tấm lòng của các bác. Và như thường lệ thì đăng tải luôn video này lên các bác nhé. Một lần nữa xin kính chào toàn thể mọi người đã bớt chút thời gian đón xem cái video của em. Và hẹn các bác ở những cái video lần sau. Xin chào toàn thể các anh em.